Mình thấy đói bụng quá trời đói bụng luôn, không ai ngủ được. Chàng chứ bây giờ vẫn còn đang ngủ nha các bạn. Trời ơi, ngủ gì mà ngủ mê thật sự luôn á. Mặt đèn chói gì mà không hức luôn. Giờ nếu mà mình xuống mình ăn một mình thì nó không có vui. Kêu hai người đó hức chuyện chung á, đảm bảo là sẽ ăn liên hoàn tác luôn á. Cho nên mình mới suy nghĩ ra được một màn chon, là mình sẽ lấy điện thoại của hai chị, mình cài đồng hồ của hai chị thành 7 giờ sáng thì hai chị hức chuyện chung với mình nha các bạn. Ok. Trời đất ơi, nó lạnh rồi mà còn bắt quạt nữa, mệt mỏi hè này ghê. Ok, đây là điện thoại của hai chị này. Thì bây giờ mình đã cài điện thoại của chị anh 7 giờ sáng nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi nấu cơm nha. Vô ghế sofa mà nằm là cũng tính là ngủ nha bạn. Ngồi dậy. Mắt còn cái gì chưa mở tỏ nữa rồi còn quay clip rồi. Miếng mập nhất là chị, miếng tiếp theo chị tiếp. Tôi liên quan tao ngáp luôn, tao mỏi mồm luôn, tức cơ. Trời ơi, ngủ gì mà vẫn còn ngáp trời. Ôi cái đi cái đi cái đi dạ. Em thực đi nó rất buồn đầu luôn á. Không khí của bầu trời sáng sớm. Mày vô tôi ngáp mệt luôn, nó thật thà luôn. Cảm em thì lại thấy rất là tỉnh táo. Ăn đội người ơi. Dạ. Chính rồi.
Em nấu cơm rồi em can anh chị. Ngày mai em mua đồ khoan đi. Ủa cái lồng rẻ rồi ta. Ừ. Rồi rồi. Anh không đi ngủ. Nghĩ sao đời? Trời mưa gấu bông nên làm gì? Đi ngủ bắt cực ngủ đông đi. Trời quá đi trời. Chị lên cơm sáng hai. Rồi. Mình là những con gấu đáng yêu. Chú gấu thì làm sao? Ăn rồi đi ngủ. Mùa đông đến rồi, không cần làm cả gì ơi, nhiều nữa. Chỉ cần ăn thì ngủ thôi. Thấy mình nhà nghèo chưa? Xuống ăn đây. Đem cái hũ cá mắm vô ăn. Rồi. Ê, em không có được ăn cả nha. Ừ, đúng rồi. Hũ cá mắm mà cái hồng mà má. Không. Ai biết là cả đồng là cá đồng, cá đồng, cá linh với mẹ. Biết cái đồng không? Biết cái linh không? Không, thôi giờ có này ăn này đi. Không đủ. Anh sơ sơ thôi. Ừ. Chán ghê. Dạ thôi. Anh không đủ. Thịt ít xỉu à. Cho ăn đậu phụ hoài ghét rồi. Bụng nó nâu luôn. Ta tưởng đông mập rồi gì ăn đồ ngon. Ai biết vậy? Ăn đậu phụ mới mập vậy đâu. Vậy luôn hả? Ghê. Yeah. Quê xin mấy hình. Sáng nay tối gì ta? Là chuyển mưa mày không thấy hả? À đúng rồi. Mình biết khùng không? Ơi đồ gớt cái một hình chích mẹ nó luôn. 7 giờ sáng rồi, mình ngủ hoài. Ai đó thì cứ như kêu mỗi mày cho tôi ăn. Này ơi, ăn sáng thôi bạn giữ rồi hay. Ăn cơm không cho anh, còn buộc ăn bánh mì hay thật. Hai chén một con cục thịt à? Đủ. Đi ăn cục thịt đi. Ừ, mẹ ơi. Không xong mày mét mẹ. Rồi. Không mét mẹ đâu. Em mét mẹ với cha luôn. Em mét hai người. Mẹ ơi, ăn hoài luôn á. Cơm nóng quá trời nóng luôn. Mà còn nóng bốn thịt à. Em hao mùi quá biết. Ăn rồi ăn cục ăn không à. Cục thịt mà ăn. Hết ăn cơm. Mưa cái này sao đi Vũng Tàu đây. Mưa hoài. Chừng nào chị hết bệnh mới đi được. Tỉnh đi. Cho mãi sinh tồn. Dựng liều lên sinh tồn. Mà mưa kiểu này hoài. Cho mãi dựng lên. Ngủ một đêm qua ngày hôm sau bay ra biển. Anh ơi, anh chim. Buổi sáng vui vẻ. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng thật là tốt lành. Ăn ngủ phụ đi. Còn ăn cái nặng nhất à? Thì ăn cái mập nhất á. Thôi mẹ ơi, ăn nhất quá hả? Đâu mập. Cái mập lên cái người ta tưởng là tao ăn sang. Chứ đâu ai biết tao ăn đồng phụ một cái mập vậy đâu. Khét rồi nè. Người ta nướng mình mà có khét khét vậy mới ngon. Thức dậy có đồ ăn liền. Sướng không chết. Những vụ của mày. Không có là mày ăn đập á. Ờ. Em ước gì mọi người có thể thấy được cái bộ mặt phía sau của chị. Đang còn ăn nha. Mà còn bị chửi nữa. Tao có toàn hiền, tao nói là tao nói có lặng lên đâu. Anh biết rồi, mình chết. Ăn gì ăn đi, nói lắm. Rồi buồn ngủ, ăn buồn ngủ. Ăn xong đi ngủ, chết. Nói buồn ngủ hoài. Nói gì vậy? Nói buồn ngủ, ngon. Chứ không sợ ngoan, ăn ngon. Nói chuyện cho nó tỉnh ngủ nói không? Trời. Không, hãy ăn chung gì vui ha. Vui. Ăn chung vui. Cái chuyện thừa. Ví dụ mà chị mà ăn một mình chị có vui không? Không, buồn heo à, mình biến ăn với mẹ. Ừ, mà biến ăn ha. Chị phải tìm cách làm sao để lôi đầu mọi người ngồi dậy ăn chung chị đúng không? Mẹ chán rồi. Cấm luôn nữa. Mẹ muốn chán rồi. Một chén. Ờ, ta ăn mới một chén. Hết cơm à. Ăn hết rồi, giấm căng rồi đi, trời ơi, trời nhìn cái mặt này. Buổi sáng mày cho tao ăn một chén mà sao làm việc được? Em biết là chị ăn xong rồi chị đi ngủ thôi, em nấu một chén à để mà cho chị làm xong chị ăn thêm chén nữa cho no luôn rồi. Ủa mỗi khi mày nấu hai chén mà. Thì đó. Con ngủ đi. Con đi ngủ hoài. Vậy. Con hồi phạt 500k rồi đó, khóc nha một ngày là 2 triệu đó con. Ừ. Ngon ha. Ngon. Ngon thiệt. Phải đi ngủ nè. Ngủ gì má. Ngủ đi 2 triệu đó. Và tiền này kể cho nó đi ngủ. Em đi ngủ luôn.
em đi ngủ luôn. Hiểu cái gì chưa? Hiểu gì? Em tối em đói bụng quá cái em ăn mình em sợ buồn. Y chang như nãy chị nói vậy á. Cái em cố tình lôi đầu anh chị giấc dậy á. Giờ này có 3 giờ đêm mà. Thôi đi ngủ nha. Bye. Bye. Đi ngủ nha. Bye. Bye bye. Bye bye nha. Bài dưới này nè. Bảy rưỡi mà mày khùng hả mày? Mày bị mớ hả? Em cài mà sao không 7:30 được? Là sao? Giờ này mới 4:30 à? Thôi ăn no rồi đi ngủ tiếp đi nha. Bye. Dạ. Ui vậy? Dạ. Tao đi vào. Tao đi mà. Ôi. Mẹ. Ôi dù vậy em cũng cho hai chị một bữa ăn thật là ngon miệng mà. Ăn rồi đi ngủ gì đâu. Tao đây không nổi. Tao nói tao đi. Muốn chết mẹ. Bye bye. Muốn chết mẹ.